Phan Thị Phúc, người mẹ đơn thân kiên cường đến từ Huế, sẽ là thí sinh tiếp theo của hành trình lột xác mùa năm bước vào ca đại phẫu quan trọng. Chị Phúc đã trải qua quá trình thăm khám vô cùng kỹ lưỡng cùng các bác sĩ tại Cang Nam. Trước khi bước vào cuộc đại phẫu này, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước đó, nhưng chị Phúc vẫn không tránh khỏi những phút yếu lòng, nhất là khi hay tin quê nhà miền Trung của chị đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Chị Phúc đã có cuộc nói chuyện với chị gái nơi quê nhà. Đúng một ngày ăn ba bữa rồi tập thể dục rồi đó. Dạ. Ủa đã lạnh không? Dạ không, ở trong nhà có điều hòa rồi, không lạnh. Dạ. Ở đây mình mưa mấy ngày đi từ tầng 2 rồi. Dạ. Ở đây ngày mai là có bão đó mà, biết có bốn hoặc chắc bốn thân áp thâm nhập rồi chứ có bão mạnh. Dạ, bữa trước lũ nhà mình có bị chí không? Lũ của nhà? Ừ. Cái ngày mà quay về nó là nước rút rồi. Dạ. Mấy ngày đi thì mưa rồi thôi, có bữa tế thì có ra nơi vương, nơi bùi cầm giáo chứ hẳn không có nhà nữa. Dạ. Thì cứ cùng lo lo trong nhà nó anh biết lột như rắn. Có chỉ một vì kiểu mưa mình ảnh hưởng sơ sơ thôi, còn ở ngoài thành phố về ngoài quận mình có thể thấy bị nắng. Dạ. Họ là ngập nhà hết. Dạ. Mình thì bình thường gì hết. Đấy, cũng nhớ nha, như là mỗi lần đứng cửa sổ là nhớ. Thì ai nhớ, thì chịu khó vậy lắm, về cho đẹp, cố gắng đi cho đẹp chứ. Dạ. Cố gắng phẫu thuật xong, cố gắng ăn uống rồi, bởi chứ có uống hết xua rồi được không? Dạ có. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn của chị Phúc là một trái tim ấm áp và kiên cường. Với chị Phúc, sự động viên kịp thời từ gia đình chính là một nguồn cổ vũ lớn lao giúp chị vượt qua được giây phút khó khăn sắp tới của cuộc đại phẫu. Cùng chúc cho chị Phan Thị Phúc sẽ mạnh mẽ vượt qua cuộc đại phẫu thay đổi cuộc đời. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để là những người đầu tiên cập nhật những video mới nhất về hành trình lột xác mùa năm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!